Bây giờ tiết mục tiếp theo không biết nói về cái gì đây? Thì thực ra thì nói về chủ đề thì rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà bây giờ xin hỏi Trấn Thành một điều thôi. Không có hỏi cái gì bậy bạ nha. Không. Tôi biết là bạn hay là kiếm chuyện với tôi lắm á. Chúng ta là những người trưởng thành hết rồi. Ok. Mình nói mình phải chịu trách nhiệm trong lời nói của mình. Ok. Xin hỏi Trấn Thành là đã từng đi ăn đám cưới của bạn gái chưa? Thấy chưa? Là sao? Là sao? Trả lời có hay không? Là đám cưới của người yêu cũ hả? Đúng rồi, bạn gái cũ đó. Đã từng đi ăn đám cưới của bạn gái cũ với một người đàn ông mới của bạn gái cũ đó chưa? Có rồi. Nói dối. Sao biết nói dối? Vì bạn gái cũ Trấn Thành đến ngày hôm nay vẫn còn cô đơn. Vì sao? Đang ngồi ở dưới coi một mình. Ông dẫn chương trình, ông không để ý tới chương trình, ông để ý tới người ta làm cái gì? Cái đó người ta gọi là óc quan sát của nghệ sĩ. Đó gọi là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, khán giả vỗ tay mà sao gọi là nhiều chuyện được. Ok ok, bây giờ vậy tôi hỏi ngược lại Trường Giang ha. Bạn hỏi tôi đã từng đi ăn đám cưới của người yêu cũ chưa đúng không? Thì bây giờ tôi hỏi ngược lại bạn nè. Bạn đã chuẩn bị tinh thần đi ăn đám cưới của người yêu cũ chưa? Có những cái đừng nên chạm vào nỗi đau của nhau nha. Giang à, nhìn thẳng vào sự thật đi, sự thật nó dễ đi vào lòng người Giang à. Thôi để cho nó đi qua lòng người luôn đi. Rồi vậy thôi, gặp Ngọc Diệp đi. Xin mời đến Ngọc Diệp. Vâng, và bây giờ Ngọc Diệp xin được giới thiệu tiết mục tiếp theo của chúng ta, được dàn dựng dựa trên một ca khúc khá nổi bật trong thời gian vừa qua, và người biểu diễn đó chính là hot girl Trầm Ký Thủy Tiên. Xin một tràng pháo tay ạ. Mình rất bất ngờ khi được gặp bố mẹ rồi các bác. Mình không nghĩ là mọi người sẽ đến đông như thế, mọi người đều khen mình. Tới lớp học thì ai ai cũng ngỡ ngàng. Về đến cổng thì mình còn bất ngờ hơn. Ôi, mình cứ nghĩ là nhà mình có đám cưới, thấy bố đang cắm hoa, chị dâu thì đang xếp bánh gato. Mình cũng không nghĩ mọi người đã tổ chức sinh nhật cho mình một cách hoành tráng như thế. Bố đã tạo cho mình một trò chơi, mình sẽ bị bịt mắt và mình sẽ bắt tay những người thân của mình và đoán tên để cảm nhận cái tình cảm. Mình đoán rất là chuẩn. Đến khi cái bàn tay thứ 5 siết chặt vào bàn tay mình, Lâm Minh Hải. Mình không nghĩ đó là Lâm thật sự, vì lúc đó cũng là 8 giờ tối, cũng là rất là muộn rồi, mà Lâm thì đang ở trong Nam. Lâm muốn cho mình bất ngờ. Thật sự là cái tuổi 20 này, một đêm sinh nhật của mình rất là ý nghĩa. Trước đây mình cảm thấy muốn thu kín lòng mình vào khi tham gia chương trình. Mình đã tìm được một người bạn thân như Lâm. Lâm ơi, sau này dù chúng mình không được tập bài cùng nhau nữa, mình hy vọng là Lâm và mình vẫn cùng nhau chia sẻ, cùng nhau quan tâm. Và Lâm luôn là người bạn tốt với mình. Trong đêm diễn gala này, có lẽ là đây là lần cuối cùng mà mình và Lâm có duyên được trên sân khấu với nhau. Mình sẽ cố gắng hết sức. Mình hy vọng là khán giả sẽ ủng hộ, bình chọn cho mình nhé. Nếu ngày mai em lấy chồng thì anh có còn yêu em không? Có chứ. Thật á? Ngày mai em lấy chồng anh nhớ em giữ nhé. Buồn phải la 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 la
càng xa buồn phải là em đã là vợ người ta, vợ người ta. Sao vậy Tiên, em có tâm tư gì muốn chia sẻ hả? Anh ơi, chồng em đâu ạ? Nè, chồng em này đúng không? Không phải Lâm đâu ạ. Vậy chứ ai, cái ông lùn lùn bằng áo đen bên kia phải không? Bỏ đi. Bây giờ trong khán phòng này em muốn ai? Thật ra là do anh Ngọc Tân sắp xếp nên cái bài vợ người ta hết rồi ạ. Em thì chưa biết nữa. Chưa biết nữa phải không? Bây giờ thôi thì cứ để đó, anh sẽ tìm cho em. Quý vị và các bạn thân mến, bên này rồi hả? Thôi thì bỏ đi ha, định tìm mà thôi bỏ luôn đi. Bây giờ các bạn lùi lại một tí đi, nghe lời nhận xét của ban giám khảo. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như cảm thấy bài nhảy của Thủy Tiên đáng yêu, chúng ta hãy nhắn ngay số 2. Chúng ta soạn tin nhắn với cú pháp là BN khoảng cách 2 gửi về cho tổng đài 6370 để bình chọn cho Thủy Tiên nhé. Xin cảm ơn Sơn Lâm đã hỗ trợ hết mình. Dạ thưa quý vị, chúng tôi xin nói một điều này, xin gọi là chia sẻ chuyện trong nhà. Là chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân là chương trình theo Trường Giang biết. Đến ngày hôm nay là một chương trình duy nhất mà các thí sinh yêu thương nhau như người trong một gia đình. Rất tự hào vì điều đó và xin quý vị một tràng vỗ tay vì điều đó. Và xin mời ban giám khảo ạ. Anh Hoài Linh, anh nghĩ như thế nào về bài nhảy của bạn Thủy Tiên ạ? Theo tôi thì bài nhảy khá là thú vị, bởi vì các bạn làm theo những cái diễn theo với cái lời của cái bài hát. Và cái bài hát này hiện tại bây giờ tôi già rồi chứ mà tôi nghe nó cũng còn hot dữ lắm mà. Anh có thể hát được một câu được không anh? Giờ em đó là vợ người ta, ô tráng cô dâu cầm hoa. Nó là tiếng quảng của em đó. Và thật sự ra nha, trong cái ánh mắt, tức là trong cái diễn của Lâm á, ngày hôm nay chú chưa thấy được cái điều là khi con thấy Thủy Tiên là vợ của người ta, chú vẫn thấy nó là mém mém vợ con á. Làm như cô có cái tư tình riêng gì anh nhờ, đúng đó, không? Cái này là anh đã đặt cái dấu hỏi lâu lắm rồi. Và bữa nay là cái bữa chung kết cho nên anh nói ra luôn. Chứ thật sự ra thì từ trong này mà bay ra tới ngoài Bắc để dự sinh nhật. Và chỉ để người ta chụp cái tay thôi. Cái tay thôi mà cảm nhận cái tay mà nhìn, mà nghe ra và nói được đúng cái tên của mình. Thì cái đó là nó cái hạnh phúc cực kỳ, đúng không con? Lâm, mắt con bây giờ chú thấy vẫn còn hạnh phúc dữ lắm á. Mà cái đó nó kéo dài từ cái lúc mà em đã là vợ người ta rồi, xong rồi nó bắt đầu cởi cái áo này ra, còn cái bộ đó giả làm chú rể, cái mặt nó rạng rỡ, ta nói không, còn hơn cái bánh kem đám cưới nữa. Ai chà. Thôi tôi chỉ muốn nói với Sơn Lâm thế này thôi, Sơn Lâm cuộc đời hãy cứ bước tới những, hãy làm những điều mình thích bạn ha. Tình yêu không phân biệt tuổi tác và cân nặng bạn nha. Cố gắng lên. Cái đó anh Trấn Thành nói hồi nãy rồi, nói lúc mà chị Huyền Thanh nhảy cơ. Mai mốt con cứ nhìn vào một cái gì đó nó bằng cái tâm hồn thì con sẽ thấy tất cả nó đều đẹp. Và thật sự ra thì chú chỉ tiếc là cái phần kết á. Cái phần kết nó
làm cho chứ chú hơi bị hụt chút xíu. À, chứ còn tất cả những cái động tác, tất cả những cái vũ đạo mà tụi con làm nó rất là đẹp, rất là đẹp. Có những động tác nó cũng hơi khó. À, dĩ nhiên là biên đạo Ngọc Tân cũng muốn cho tụi con có một cái bài cho nó lạ và nó độc. Thì chỉ có cái chú hụt chút xíu là ngay chỗ cái kết thôi, còn tất cả là rất là dễ thương và đẹp. Xin cảm ơn Giang Hải Hoài Linh ạ. Và xin mời John. John đồng ý với anh Hoài Linh về cái kết. Vì lúc mình đang xem cái VT thì Tiên nói là mình rất là may mắn mình gặp một bạn, mình có một bạn thân luôn luôn kế bên nhau, xong cuối cùng không được đến với nhau. Đúng không? Nó làm vợ người ta rồi, tới chồng chồng mới quánh à chị. Không thì như vậy thì em mong chờ một cái kết đẹp hơn, tốt hơn. John muốn nhưng gì? Bây giờ ý là John muốn gì phải nói rõ ra. À. Muốn nó khác. Muốn nó khác là ý hơn. Là bây giờ ví dụ cái đó cô đó cô giả tại, bộ tại cái, tại cái VT là một cái giống một cái build up để mình mong chờ một cái kết lúc tụi em được gặp nhau ha, đến được với nhau ha, yêu nhau ha, cưới nhau hay gì đó. Nhưng mà đó là chỉ là cái kết vậy thôi. Nói chung với cái bài thì đúng cái bài này thì Tân Nguyễn dựng một cái bài rất là sáng tạo. Và mỗi tuần anh thấy Tiên không phải em không có thể hiện mấy cái bài khó nhất, nhưng mà em làm mấy cái bài anh thấy là rất là giải trí. Rất là giải trí và nhiều động tác phức tạp, kỹ thuật không cao nhưng mà mấy nhiều động tác phức tạp. Hiểu không? Cố gắng lắm thì cũng có thể hiểu mà. Cảm ơn John nhiều. Và bây giờ xin mời anh Đàm Minh Hưng cho ý kiến của anh cũng như là dịch lại một phần ý kiến của anh John Huy ạ. Tôi nghĩ rằng là khán giả cũng dễ hiểu thôi. Về phần nhận xét của Hưng thì Thủy Tiên ngày hôm nay cái nhạc cảm của em là ngày tốt nhất, rất tốt từ trước đến nay. Em không có bị trễ hay là lệch so với Sơn Lâm nhiều. Và tôi thích cái động tác mà khi mà Sơn Lâm để cái ót và dưới gót chân của Tiên, đó là một trong cái khó. Khi mà em phải rớt xuống như vậy canh đúng ngay ót luôn, không có được lặp lại lần thứ hai nào hết, nên là khá là chính xác. Và thật sự là tôi vẫn chờ một cái sự bùng nổ trong cái bài thi này. Nó hơi làm mình tiếc. Dạ thưa quý vị, cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Thành nghĩ như thế này là trong cuộc thi thì sẽ có rất là nhiều những bài thi và mỗi một bài sẽ theo một cái trường phái khác nhau. Nếu như cái bài của Huyền Thanh lúc nãy theo cái trường phái là nội tâm diễn tả cảm xúc thì bây giờ bài của Thủy Tiên sẽ theo một cái trường phái là cute, là đáng yêu, là dễ thương. Thì hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ yêu thích bài biểu diễn vừa rồi của Thủy Tiên và cả bạn Sơn Lâm. Chúng ta hãy bình chọn cho các bạn ấy, hãy soạn BN khoảng cách 2 và gửi về tổng đài 6370. Và bây giờ xin mời ý kiến thêm của giám khảo Hoài Linh ạ. Tại vì Trấn Thành nói là cái bài này dựng theo cái phong cách nó cute, thì Linh mới nói như thế này. Tức là nếu lúc đó đã dựng theo cái phong cách mà cho nó vui như thế, thì chú nghĩ đó là tụi con lật lại cái kịch một chút xíu. Con cầm cái thiệp mời của một người bạn con đi phải không? Con đưa cho Lâm xem. Đó, rồi cái đó là chỉ là cái mơ và cuối cùng hai đứa vẫn vui vẻ bên nhau. Thì cái đó là cái kết đó nó hay hơn. Tức là anh này dớn dác chứ không phải là vì con. Tức là cái này anh này dớn dác, con bận đồ đi đám cưới chẳng hạn mà có là con cầm cái thiệp cưới không, con đưa cho ảnh chưa coi gì hết mới thấy dở ra vậy thôi. Muốn coi cái thiệp cưới đó là phải rút ra đàng hoàng chứ. Chưa rút ra biết tên cha mẹ người ta là ai, đi xé cái thiệp của người ta vô lý vậy. Vâng, xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ có một rất là quan trọng. Thưa quý vị, xin cảm ơn ý kiến của ba vị giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần chúng ta đến với số cân đã giảm được sau cuộc thi. Mời Thủy Tiên. Cái này chắc Giang biết rõ nhất. Kính thưa quý vị, là quý vị sẽ bất ngờ sau vài giây nữa thôi. Trường Giang chưa công bố trước. Và bây giờ chúng ta hãy xem cô gái Thủy Tiên khi đến với chương trình số cân đầu tiên là
127 cân. Và số cân hiện tại là 86,1 cân. Vỗ tay to lên quý vị ơi. Giảm 32,2 cân đương với 3,2 điểm. Chúc mừng Thủy Tiên. Một sự phấn đấu phải nói là đáng ngạc nhiên, đáng khâm phục. Và thưa quý vị, là sau chưa đầy 3 tháng thì Thủy Tiên hiện nay đã giảm hơn 40 cân. Wow. Và thưa quý vị, hãy cổ vũ cho tinh thần vượt khó của Thủy Tiên. Và chúng ta hãy tiếp tục nhắn tin BN khoảng cách 2 và gửi về 6370 cho Thủy Tiên nha. Xin cảm ơn các em rất nhiều. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Cảm ơn em.